Xin chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Ngày hôm nay, bạn fan nào sẽ may mắn để gặp gỡ thần tượng của mình? Hãy cùng chào đón bạn ấy ngay bây giờ. Xin mời. Xuất hiện là thấy năng động dễ thương rồi. Em hãy gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và giới thiệu về bản thân mình đi nào. Xin chào quý vị xem đài, em xin tự giới thiệu, em tên là Đông Nghi. Hiện tại thì em đang là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa đạo diễn sân khấu. Wow, một đạo diễn tương lai. Em đến đây để em mong muốn gặp gỡ một người như thế nào? Dạ thì đương nhiên là idol của em là phải đẹp trai. Ủa sao vậy? Sao đương nhiên idol của em là phải đẹp trai vậy? Tại vì thường á người ta nói là cái nhan sắc là bắt cái mặt trước á, là nhìn là em bị ghiền liền. Vậy hả? Rồi. Chỉ nổi luôn. Chưa giới thiệu luôn đẹp trai nè. Dạ. Rồi còn yếu tố nào nữa? Và đóng hay. Diễn hay. Dạ đúng hay. Rồi. Vậy là chắc chắn là diễn viên rồi đúng không? Dạ đúng. Yêu thích diễn viên. Và giống như là không phải là người đó cũng phải là hóa thân vào nhiều vai diễn đều thành công, đều nổi bật và gây lại ấn tượng mạnh cho mọi người. Từ khi nào mà em lại yêu thích thần tượng của mình? Em thấy cái việc mà em đã yêu thích thần tượng của mình, yêu thích những diễn viên mà đẹp, diễn hay là từ nhỏ rồi anh. Kiểu như em rất thích coi phim, rồi coi kịch, rồi dạo gần đây là thường có những cái web drama, những cái chương trình hài, nên ra là làm cho em bị cuốn hút vô. Rồi, ngày hôm nay thì chắc chắn em sẽ được gặp thần tượng của mình rồi. Anh thấy em rất là phấn khích. Và thần tượng của em tên gì, em có thể giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả được không? Dạ, mời cả nhà cùng đến với thần tượng của em, thần tượng Võ Đăng Khoa. Rồi Khoa, hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình đi nào. Lời nói đầu tiên cho Võ Đăng Khoa xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem đài ạ. Dễ thương quá mọi người, rất nhẹ nhàng nha. Nay em mới được nhìn cận mắt thần tượng của mình đó. Tức là đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy Khoa ngoài đời luôn dạ, hả? Bình thường xem trên màn ảnh không à. Vậy hả? Là... ngoài đời đẹp quá. Đẹp quá. Mà em nói em thích anh vậy cho anh hỏi là em thích từ những vai diễn nào của anh? Từ hồi trước là em coi Ghe Bẹo Ghẹo Ai nè, xong rồi Ai Buông Buông Tay, với lại sản phẩm mà anh đóng trong sản phẩm của chị Nam Thư á, nên mà lúc đó cái vai nó hơi dễ thương xíu nhưng mà rất là đáng yêu. Với ngoại hình đẹp trai như vậy thì chắc chắn là em yêu thích rồi đúng không? Yeah. Nhưng mà qua những sản phẩm của Võ Đăng Khoa là Khoa gì giả gái giống như làm cô mến đúng không? Đó thì nhưng mà thật sự là rất là cuốn luôn. Rồi em còn có rất nhiều câu hỏi muốn đặt cho idol của mình nữa kìa. Rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để cho bạn Nghi có cơ hội để giao lưu và chia sẻ với Võ Đăng Khoa với những câu hỏi bạn ấy đã chuẩn bị với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời. Với phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì các bạn fan sẽ rất là vui bởi vì các bạn ấy sẽ có cơ hội để gặp gỡ và giao lưu và chia sẻ hỏi han rất là nhiều, bởi vì giống như em đang nôn nao là em sẽ được đến với phần này cho nên là em cứ thoải mái tự tin đi. Ai chứ tôi thích nhìn ấn tượng đầu tiên về bé Nghi thì tôi nghĩ bé này lành á. Lành và chết và có nghĩa là sẽ chắc không có run cũng không có ngại gì đâu. Cũng ngại lắm, tại vì bình thường thì em có lanh thiệt nhưng mà tại đứng trước idol em chịu nổi là em không nhớ hỏi cái gì luôn. Mong chờ lắm đến ngày hôm nay đó. Rồi ok. Nhưng mà Khoa cũng phải có một cái lời hứa với chương trình cũng như là với Nghi nè, với tất cả quý vị khán giả là ngày hôm nay là Khoa sẽ trả lời thật 100% để cho chương trình của chúng ta thêm phần kịch tính và vui vẻ hơn. Ok. Có cần tuyên thệ không? Chỉ cần nói một lời bình thường thôi. Khoa xin hứa với quý vị khán giả là Khoa sẽ trả lời tất cả những câu trả lời ngày hôm nay trong chương trình này sẽ là câu trả lời thật lòng của Khoa. Còn nếu câu trả lời nào mà Khoa thấy khó trả lời quá thì Khoa cho qua, chứ Khoa không nói dối. Ok, bây giờ Nghi, em sẽ quan tâm tới vấn đề gì đầu tiên? Đầu tiên là chắc em muốn hỏi về cái sản phẩm mà em đã ấn tượng với anh Khoa đi. Là em thích anh từ cái vai cô mến trong Ghe Bẹo Ghẹo Ai á. Thì bình thường ở ngoài này nè thì em thấy anh rất là manly và rất là đẹp trai, rất là đàn ông luôn. Thì cái lúc mà anh vô vai cô mến thì anh có phải là bẻ mình dữ lắm không? Rồi cái tới khi mà anh xả vai thì có cực lắm không anh?
lúc lên hình với những lúc giải lao của anh nó khác hoàn toàn. Khi mà anh gỡ tóc ra rồi anh ngồi đồ các kiểu à, hoặc là anh nói chuyện với mọi người á, thì nó như là hai con người không liên quan gì với nhau đó. Nhưng mà tại vì nói về anh có phải khó khăn lắm không khi vô vai cô mến thì nó không khó, tại vì đó là một trong những vai mà tính cách sở trường của anh khi mà anh đi học sân khấu. Thì tại vì từ những ngày đầu thì không biết tại sao mà thầy cô đã đặt để anh vô những cái vai mà nó cũng hơi gọi là phá cách vậy rồi. Nó không phải là hiền lành hay gì hết. Từ đầu anh đã không được đóng trai đẹp rồi. Có phải là những cái hình ảnh mà cô mến đó, khi mà mình ở dưới miền Tây á, thì mình có hay nhìn thấy những cái hình ảnh đó, cho nên là khi mà mình tham gia vào diễn xuất những cái vai diễn như vậy, nó giúp cho Khoa thành công hơn không? À, cái Huy nói cũng là một phần. Tại vì ở miền Tây á, những cô phụ nữ thì cái tính cách họ cũng gần như là vậy. Thứ nhất là khẳng khái, nghĩa hiệp, bộc trực, có gì nói đó, rồi miệng miệng tay thằng tay. Nói chung là những cái đó là những cái mà anh quan sát được từ đời sống anh, và đặc biệt là ở nhà. Mẹ anh ngày xưa bán cái bến phà mà, thì ở bến phà đó là bao nhiêu cái trường hợp xảy ra. Anh này xưa anh cũng là gọi là một trong những con buôn nhỏ nhỏ bến phà mà. Anh Huy, sẵn bây giờ em muốn thử thách idol cái một tí. Mấy bữa là thấy anh quay trên hình thôi, bây giờ em được gặp ngoài đời mà. Anh bặt bặt bẻ liền hai vai được không? Mình đang manly nè, cái xong mình hóa thân nhẹ cho cô mến rao bán buôn này nọ, xong cái mình trở lại là anh Võ Đăng Khoa. Ôi là trời ác chứ tôi đang đẹp trai vậy mà kêu tôi đó nha cô mến. Không, đó cũng là một thử thách cũng rất là hay đó. Chúng ta có thể nhìn thấy cô mến với mái tóc dài với bộ đồ bà ba đúng không? Cho anh hỏi thiệt là em có phải là fan của anh không, hay là em là người của chương trình gài vô không? Không, không ạ. Nếu mà không mê anh thì em không muốn anh hóa thân, để em phải, trời ơi, em mới bất ngờ. Ồ, hình tượng của mình quá tuyệt vời. Ok vậy hay thôi mà. Anh sẽ đóng lại một đoạn ha. Dạ. Đóng lại một đoạn trong phim thì chắc là một cái đoạn mà để mọi người dễ nhớ nhất và viral nhất ở trên social đi. Em học diễn viên đúng không? Không. Em học diễn viên thì bây giờ anh sẽ cho em đóng cùng anh một đoạn ha. Rồi, được đóng cùng luôn, quá thích. Trời ơi, sao làm khó? Em muốn làm khó idol, cái idol làm khó thì em đó, đóng chung với anh, nhưng mà anh có thể là chỉ đứng đó thôi. Ok, đứng thôi nha. Ok, em đóng vai giống như là mọi người khi mà có xem web drama Ghe Bẹo Ghèo Ai thì chắc chắn mọi người sẽ có coi một cái đoạn đó là cô thương mến này của gây lộn với bà Tám Thu. Rồi lỡ em cãi không lại anh rồi sao? Em đứng cho anh cãi thôi. Bà Tám Thu, rồi em làm bà nói về bà Tám Thu ha. Vậy là em là bà Tám Thu dịu hiền. Ok. Cái này là cái khúc đứng ở bên cái bờ sông đúng, đúng không? Rồi. Đứng bên bờ sông mà chửi quá cho chửi. Okay. Đúng không? Nè, như này giống mấy cái bài buôn bán này, rồi, bán bưng. Okay. Ba. Cầm nón lá nha. Ừ. 3, 2, 1. Action. Nè, con tôi á nha, là do chơi với mấy người nè, thành ra giờ nó mới hư đốn hư hỏng, trai không ra trai, gái không ra gái, thì mấy người nói sao? Mày nói gì vậy Tám Thu? Con mày chơi với tao nó mới bóng hai đâu có. Con mày là bóng từ trong trứng nước, bóng hoài thai trong bụng mẹ, bóng dịu nhẹ bước vào đời, bóng tuyệt vời đâu cần sự gọi mời cô gì trong giới. Bóng phơi phới từ lúc mầm non, bóng lon ton từ ngày hấp sách, bóng khí phách gia đình, bóng mà từ lúc bình minh chói lạc, tới nắng tắt xế tà kìa cha mẹ vắng nhà là hai bà chỗ bóng. Con mình không lo dạy, đứng đây dặm đất giữa người, thiên hạ chê cười rồi mày chắc sau đời mày bạc phận nha, đời mày sẽ lận đận từ câu chửi ngày hôm nay của tao nè. Chốt cúm mà đời một ngày voi chỉ một phút thôi mà đổi gì, rồi hót voi chim quanh chim hạt, có bò đi lạc mà tưởng bạc tưởng vàng, gia cảnh điêu tàn mà ăn nhà hàng ở khách sạn, sống như lụ đạn mà đòi tìm bạn bốn phương, sống đâu có để ai thương đâu, ra đường chúng đánh rồi mình ngồi để mình trách đất mình chửi trời. Chị đây nè, tâm đạo rạng người nên thay đời buông lời cai nghiệt đối với em á, cũng như là diệt bạo trừ tàn. Em nói sao, chị em giả đò bán thế mua chanh, chứ đứa nào đành hanh là tôi bóp vua tôi trộn lỗi. Anh chửi không biết mệt mỏi, tấm lòng hoàng pháp lợi xanh đã chửi là chửi cho banh mấy cái con yêu nghiệt nanh xanh mỏi vàng. Thôi được rồi, như đây thôi, tội nghiệp bé quá. Có nghĩa là nhìn mặt con bé không dám chửi hết câu đó, chỉ là phân nửa thôi nha. Em kiểu là trội văn ở đâu mà dữ vậy? Em ơi, nó là phân nửa của cái đoạn viral thôi. Trời, nhưng mà anh nhìn mặt em, anh có cảm giác là ôi chết rồi, tôi đang chửi con bé này thiệt mà. Chứ con mặt nó sợ quá đi. Cái đó nó chỉ mới là một nửa đoạn thôi. Thì cái lúc mà quay á, Khoa có phải quay đi quay lại cái đoạn đó nhiều không? À, tại vì Khoa là một trong những kiểu diễn viên nhớ thoại cực kỳ tốt. Tại vì những cái thoại này là Khoa viết, thì khi mà Khoa viết xong thì Khoa thuộc rất là dễ. Và thậm chí cho tới bây giờ là phim đã chiếu được 3 năm rồi thì Khoa vẫn thuộc. Và sắp tới cũng bật mí với mọi người luôn. Sẵn cũng như là bật mí một món quà nhỏ nhỏ là anh cũng có ra phim này phần 2. Wow. Nó là bản chiếu rạp. Tới rạp ủng hộ anh. Wow. Đương nhiên rồi. Tức là một bản điện ảnh hoàn chỉnh. Một bản điện ảnh hoàn chỉnh, phim cũng
góp mặt của nhiều người trong dự án cũ và một số gương mặt mới nữa, thì mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Ghe Bèo Ghe Oai. Rồi. Mà giống như lạ hả, em theo dõi anh Khoa, em thấy anh Khoa làm gì sao mà dữ vậy, ngoài đời mà duyên lắm, đấy là chửi mong một hồi duyên dữ vậy. Em biết không, nó cũng là một cái mà làm anh Khoa rất là tội nghiệp anh Khoa, khi mà anh Khoa có nghĩa là bây giờ anh Khoa gặp em, anh Khoa chửi một đoạn vậy thôi thì nó là vui vẻ anh em, còn khi mà anh đi tới bất kỳ một cái buổi họp báo hay bất kỳ một buổi talk show nào anh cũng được yêu cầu chửi gì hết thì nó gọi là một cái nghiệp. Nó là một cái để mà mọi người nhớ tới mình, nhưng mà cái mình riêng cũng sẽ chất lọc ra, thấy không? Dạ. Sau cái đó thì mình sẽ để cho nó vào một cái khung kính riêng đi, để mọi người nhớ ấn tượng. Đúng cái rồi. Đó rồi mình sẽ làm một cái mới hơn. Cái mà Huy mới nói là làm Khoa rất là tâm đắc, có nghĩa là mình để cho bà mến đó bà trọn vẹn đi, thì lâu lâu mình gợi nhớ mình nhắc lại bản vậy thì vui, nhưng mà cứ lặp đi lặp lại cái hình ảnh đó thì nó sẽ bị nhàm trong lòng khán giả. Dạ. Nhưng mà em vẫn chưa hết câu hỏi đặt tranh Khoa đâu nha. Rồi tiếp theo là em sẽ về vấn đề gì nè? Thì vấn đề đang nổi cộm hiện nay, tại vì em thấy là anh Khoa đang tham gia rất nhiều sản phẩm chung với chị Khánh Như, thì đang rầm rộ một cái tin gọi là mối quan hệ mật thiết. Thì em muốn nhân cái sóng truyền hình này, anh Khoa khai thiệt cho tụi em nghe là nó như thế nào ạ. Khoa với Khánh Như á, thì tụi Khoa nếu mà gọi là một mối quan hệ chính xác thì nó không có, nhưng mà nếu mà gọi là hỏi hai đứa là gì của nhau thì hai đứa thương nhau. Nếu Khoa hoặc Khải Như một trong hai người có người yêu thì cái mối quan hệ của tụi Khoa vẫn có thể tiếp tục được. Hai anh Khoa với chị Như có hứa với nhau một cái câu là nếu mà về già, tại vì xuất phát điểm của anh chị là nói khai thiệt trên sóng là tụi thật ra là có tình cảm với nhau từ ban đầu, cũng đưa đón chở nhau được các kiểu, rồi đi ăn đi chơi được các kiểu vậy đó, nhưng mà một thời gian sau thì cái chữ thương nó tới trước cái chữ yêu. Thì cái chữ thương hai người là thương nhau thì mình giữ cho nhau một cái, thứ nhất là cái thoải mái, thứ hai là cái tự do của cá nhân, thứ ba là để cho tụi mình sau này dù có chuyện gì xảy ra tụi mình vẫn nhìn mặt nhau được. Hai đứa có hứa là nếu mà sau này không ai ưng hai đứa thì về già hai đứa xây một cái nhà ở chung. Đấy, chuyện nên tình là đẹp. Ủa anh Khoa, nếu mà anh nói về nhà ở chung này nọ thì giờ em thử đọc một câu hỏi. Nếu mà bây giờ anh chỉ được chọn chăm sóc giữa bạn cún và bạn mèo thì anh sẽ chọn bạn nào? Anh sẽ không hết chăm sóc bạn nào hết. Tại bạn mèo kia cũng tên mèo. Đúng rồi. Hết hồn nha, rung nha. Ủa tụi có đem ai tên cún không? Thì nếu mà em đang nói về thú cưng á thì anh Khoa lại không chăm sóc bạn nào hết. Anh là một người yêu động vật, anh rất thích động vật, nhưng anh rất sợ khi mất động vật. Tại vì lúc trước anh ở chung với bạn thì bạn anh có nuôi một con mèo. Thì khi mà nó mất á, anh có cảm giác là anh phải tuột mút đâu cả tháng trời. Tại vì hàng ngày mình về nhà, tuy là không phải là mình nuôi nhưng mình cũng ve vuốt mình các kiểu, rồi khi mà mình về nhà cái tự nhiên không còn thấy nữa, không còn ai ra mừng mình rồi, cái anh có cảm giác là còn hơn chia tay bồ nữa. Đúng thì rồi. anh có cảm giác là anh dễ bị tổn thương khi mà mất đi động vật lắm, nên anh không dám nuôi. Ok, gặp từ xa nựng cưng vậy thôi chứ không dám nuôi. Và cái thứ hai là anh rất thường đi diễn, thì anh đi diễn quay, giống như anh biết là anh Huy biết là khi mà mình đi quay á, quen lần mười mấy ngày không chăm sóc được thì không chăm sóc được, rồi cái phải gửi mà không biết người ta có chăm sóc tốt hay không, nên thà là anh chọn là không nuôi. Nghe xong cảm động quá. Thật sự là có những người như vậy mà, đúng không? Động vật. Em nuôi cún, em nuôi mèo luôn, nhưng mà khi mà thật sự là mình mà một thời gian mình không gặp nó rồi mình lại gặp lại, mình thấy nó thương mình quá. Nhưng mà một ngày mình nghĩ tới là cái quãng đời của nó ngắn hơn mình á, xong thì như mình cảm giác lúc đó là trời, mình đau lắm luôn, không đúng biết rồi, cách nào không chịu để nổi, em xoa dịu được. Không chịu nổi. Đau, nhưng mà bên cạnh anh Khoa là bây giờ đã có một chị mèo rồi, khi buông làm gì nữa? Thì còn hơn là gì cái, nữa? Cái bé mèo này là bé mèo tự ăn được tất cả mọi thứ, tự vận động được, chăm sóc bản thân mình được, mình không có care, đúng không? Lâu lâu thì đi take care, đi chơi chung thôi chứ không có cần phải là everyday. Bé mèo này nhiều khi còn lo được cho mình nữa. Bé mèo này còn take care ngược lại cho mình nữa. Đấy. Buồn buồn còn tâm sự rồi được. Mà nãy giờ được chia sẻ với anh Khoa thì em thấy là anh Khoa nhìn bên ngoài thì có thể là mình nghĩ là anh này lạnh lùng, anh này khó gần ha. Nhưng mà khi mà nghe anh Khoa nói chuyện mình cảm giác là đầy cảm xúc luôn. Thì cho em hỏi là cái gốc anh là miền Tây, thì khi mà anh lên thành phố anh lập nghiệp vậy thì điều gì ở đây động lại để mà anh quyết định anh phải tồn tại ở đây luôn và phát triển ở đây luôn? Điều mà anh yêu quý nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này là cái thành phố này nó chứa mình.
nó chứa tất cả mọi người đến với nó, luôn dang rộng vòng tay. Dù cho người ta đến với nó, người ta có tệ bạc tới mức độ nào, hoặc là người ta có đang quỷ hoại nó đi chăng nữa, thì nó đang dang rộng vòng tay để đón mọi người. Và mọi người khi ở được thành phố này là mọi người được sống đúng nhất với con người mình và tự do nhất có thể. Thành phố Hồ Chí Minh á, nếu mà ai hỏi Khoa là chứa cái gì nhiều nhất, thì Khoa nghĩ là Thành phố Hồ Chí Minh chứa nhiều nhất là ước mơ. Thật ra ai tới Thành phố Hồ Chí Minh cũng có ước mơ cho riêng mình, cũng ấp ủ hoài bão cho riêng mình á. Và đương nhiên có cái thành hiện thực và có cái không. Ủa mà anh Khoa nè, nếu mà dạy thì ví dụ nha, một cái sự phũ phàng một ngày nào đó anh mở mắt dậy và cái ước mơ đó của anh nó đang làm cho anh tác động xấu đi, là tất cả mọi người quay lưng đi và đang nói xấu anh, đang chửi bới anh, thì anh sẽ như thế nào? Trời ơi, câu hỏi này hay nha, câu hỏi này thật sự hay nha. Tại vì biết làm sao không, anh Khoa là một người vậy nè, chiêu ở mọi tình huống. Nếu một ngày nào đó tất cả mọi người quay lưng lại với anh, thì anh lại tiếp tục là một Võ Đăng Khoa không phải nghệ sĩ, thì anh lại là tiếp tục là một Võ Đăng Khoa hàng ngày vẫn hoạt động, vẫn kinh doanh, vẫn vui vẻ bình thường. Đương nhiên là mình sẽ buồn, nhưng mà cái buồn đó trong một giây một lát. Nhưng mà anh Khoa được cái gì nè, em có tin không, anh kể ra thì nó hơi vô lý một cái chỗ là cái chuyện thất tình hay chuyện buồn hay là tất cả những cái điều gì buồn nhất của anh đều thưởng thức nó được. Anh có cảm giác là gán thưởng thức cái buồn này đi, nó sẽ không tồn tại lâu đâu. Lúc mà anh khó khăn nhất khi lên thành phố này á, anh lại dặn lòng mình là gán nghèo vài bữa đi, nhiều khi sau này nghèo không được. Thật sự luôn, có nghĩa là anh là một cái người là chiêu theo mọi hoàn cảnh, là hoàn cảnh nào anh cũng hưởng thụ, hưởng enjoy nó được hết. Thì giống như là nó là cái tính cách rồi. Khi mà em hỏi anh là nếu mà mọi người quay lưng lại thì sao, trả lời ra thì nó hơi phũ phàng, không lẽ mình nói mình không buồn, nhưng mà không phải là không buồn, vẫn có buồn, vẫn có mất mát đó, nhưng mà có nghĩa là mình vẫn thưởng thức được cái buồn đó của mình, mình vượt qua được nó, vượt qua được đúng không? Thì ý là nó không có để cho mình phải quá đau buồn lâu, nhưng mà mình sẽ thích nghi, tại vì ai cũng phải tiếp tục sống tiếp mà. Đâu có ai vì một cái gì đó mà gọi là suy sụp luôn đâu, còn nếu mà ai suy sụp luôn thì xui thôi. Do bản thân của mỗi người thôi chứ đúng không? Không, mà thiệt là cái nguồn cảm hứng anh Khoa trao cho tất cả mọi người rất là lạc quan luôn á. Giống như là mình lan tỏa cái cuộc sống tích cực vậy đó. Nên kiểu như động lực sống rất là nhiều. Có nhiều người nói anh Khoa vậy nè, nó chưa trải qua những cái khó khăn, nó chưa trải qua những cái mà gọi là tôi trải qua thì làm sao mà. Ủa vậy tại sao mọi người biết là tôi chưa trải qua? Đúng không? Có nghĩa là anh được rất nhiều một những cái là anh sinh ra là đã ở trên thảm đỏ, anh sinh ra là đã được trải hoa hồng, anh sinh ra là nhà cửa anh đã khá giả. Nhưng mà những lúc mà mọi người chưa biết anh là ai thì anh từng làm những cái gì thì mọi người đâu có biết. Và những cái đó thì những cái mà anh cũng không nghĩ là mình phải giải thích hay chia sẻ thì nó sẽ bị mang tính kể lể. Thì ta coi kết quả mà nói chuyện. Đúng rồi. Thì nói chung là mình cũng giống như Khoa chia sẻ đó, mình đâu có cần thiết mình phải quan tâm quá nhiều về những cái bình luận mà nó tiêu cực hay là nó không tốt cho mình đâu. Đâu phải ai cũng là mình đâu, đúng không? Ok, như vậy là với phần đầu tiên của chương trình mình trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Và ngày hôm nay tôi cảm thấy tôi rất là nhàn bởi vì các khách mời ngày hôm nay là Võ Đăng Khoa nè, cũng như là bạn Nghi nè, cũng rất là thoải mái, tự tin với nhau. Và không biết là Nghi thì cảm thấy như thế nào về phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay? Dạ, ngày hôm nay ngồi trước anh Khoa, em cảm thấy là từng câu nói anh nói ra nó là cảm xúc thật sự luôn. Và làm cho em cảm thấy là mình không mến mộ sai người, nên ra là em cảm thấy quý giây phút này vô cùng. Trời ơi, quá sâu sắc luôn rồi. Còn Khoa thì như thế nào khi mà ngày hôm nay gặp gỡ một bạn, phải nói là bạn này cũng khá là chịu khai thác mình đó. Có thể nói là đầu tiên là chắc là mình may mắn đi ha. May mắn khi mà gặp được em, Nghi là một cái người mà khá là lanh lợi và cũng là làm trong giới nghệ thuật. Thì khi mà em ăn nói lưu loát và em khai thác mình thì để cho khán giả hiểu mình hơn, thì đầu tiên là cái may mắn. Cái thứ hai á là cảm ơn em đã hiểu anh Khoa, là kiểu như là Huy biết không, cái cơ mặt Khoa nó như vậy, không biết tại sao nữa, khi mà Khoa không nói chuyện, không cười hay là không có giao tiếp với mọi người, Khoa ngồi im á thì lúc nào cũng bị chửi chảnh á. Chắc hồi đó do nghe lời thầy cô á, gán ngẩn mặt mà nhờ làm người nha con, ngẩn mặt quá bị người ta tưởng chảnh, hiểu không? Mà không lại đâu, anh nghe lời thầy cô á. Ủa khúc này tự nhiên đổ lỗi. Anh giỡn, giỡn cho có cái, chứ thật ra mặt anh vậy chứ anh không có chảnh. Như vậy là qua phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có một cuộc nói chuyện rất là thoải mái cùng với Võ Đăng Khoa nè, bạn Nghi nè, cũng đưa ra những câu hỏi rất là dễ thương. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay, nhưng trước hết chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao nhé, và chúng ta sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nha. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang có mặt tại
tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay với một phần thử thách nho nhỏ dành cho Võ Đăng Khoa cũng như là bạn Nghi đây. Đằng sau Huy là những chiếc bánh đang được treo toàn ten ở đây. Trong khoảng thời gian 3 phút thì hai bạn sẽ phải làm sao để có thể ăn hết được 3 chiếc bánh này. Khoa nghĩ là Khoa có thể làm được cái thử thách này không? Thật ra thì cái thử thách này không phải là một cái chuyện khó đối với Khoa, nhưng mà cái khó đối với Khoa là Khoa đang giảm cân. Ba chiếc bánh sô-cô-la này bên ngoài phủ lớp sô-cô-la đậm đặc thôi, bên trong nó là một cái loại bánh rất là healthy, siêu ngọt và rất mạnh. Nghi, em nghĩ là em có thể thực hiện được cái thử thách này không? Vì là được nắm tay thần tượng của mình là mình sẽ chơi hết mình. Rồi, bây giờ em vô vị trí đi. Thôi cái này là thấp để em thử trước đi. Ok, bây giờ hai bạn là đồng đội, thể hiện tinh thần chiến đấu một cái đi nè. Thể hiện tinh thần chiến đấu nè. 1, 2, 3. Ok, bây giờ là sẵn sàng nha. 3, 2, 1, lấy bút lại nào. Wow. Em cứ thoải mái đi, anh dịnh lại. Wow, rất khéo à, rất khéo léo à. Từ từ. Từ từ, hơi thấp á, để cho nó xuống chút đi. Đúng rồi đó. Đó. Quay. Hay quá, có thể vượt xuống luôn, Trời ơi, hay quá, Khoa đã vượt mức rồi. Khoa tưởng là cái người ăn không được vượt thôi chứ. Khoa không được vượt mức. Khoa không được vượt luôn hả? Này là bất cấp một chơi. Khoan, 1, 2, 3. Trời ơi, lãng mạn quá, giống trong một bộ phim điện ảnh nào đó. Anh nghĩ là để anh ăn cho nhanh nè. Ừ, vậy đi mà, bánh em nhìn anh. Anh nghĩ là để anh hy sinh anh ăn chiếc bánh này cho nó nhanh. Ủa, anh nhịn khôn được không vậy? Một cái. Rồi, coi như bỏ ra đi. Tiếp tục cái thứ hai. Cái này hơi khó à. Cái gì dễ mình làm trước không, đi. Qua đây. Cái này dễ mình làm trước đi à. Thời gian ngay trôi qua. Đạp mất kìa. Cố lên Khoa ơi. Lắm lem lắm rồi. Có thể là giật cái bánh này xuống à. Khoa dịnh cái này được không? Dịnh được không? Dịnh được luôn à. Rồi dịnh luôn luôn rồi. Trời ơi nặng. Cái mặt rất gợi cảm à. Rất gợi cảm à. Trời ơi, đồ tôi nặng quá mọi người. Mặt rất gợi cảm à. Rồi, được rồi. Một nửa chiếc bánh rồi. Trời, gần hết anh. Ráng anh. Thấy ăn sao thấy thèm quá vậy. Hay quá vậy. Trời ơi, xuất sắc. Thời gian đang trôi. Khoan cho ai đợi em nuốt ăn. Bé đã động viên. Mặt Khoa ăn nhưng đang rất là đau khổ mọi người ạ. Ok, mình tiếp tục với chiếc bánh cuối cùng. Khoan cái này tiếp tục với chiếc bánh cuối cùng. Chứ không là té nhào đều luôn á. Với một tư thế này thì có thể là chinh phục được rất là nhiều chiếc bánh giật quốc. Ok. Nhai phải nuốt hết nha, bây giờ trong quá trình là Khoa sẽ nuốt hết. Như vậy là chưa đến 3 phút, Võ Đăng Khoa và bạn Đông Nghi đã có thể hoàn thành thử thách trong chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Phải nói là với thử thách vừa rồi thì khi mà nhìn vào á thì mình có thể thấy là nó khó, nhưng mà lúc thực hiện á thì với cái IQ rất là cao của hai khách mời ngày hôm nay, phải nói là Võ Đăng Khoa đã hy sinh cái việc mà giảm cân của mình. Em hết luôn. Hết hai cái rưỡi luôn. Hai cái mà thật luôn. Ra thì cũng ngon à. Mình đã giành chiến thắng ở thử thách vừa rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ có phần quà đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao đây. Dành tặng cho Đông Nghi một phần quà. Dạ. Và Võ Đăng Khoa, khách mời ngày hôm nay, cũng có một phần quà luôn. Và okay, không biết là sau chương trình này thì Khoa cảm thấy như thế nào? Thật ra thì đây là một cái chương trình mà khi tới đây mình được chia sẻ, mình được trải nghiệm, mình được tâm sự với Nghi cũng như là với Huy, thì mình có cảm giác là gia đình hơn. Một cái buổi up fan của Khoa về, mọi người phải mệt thiệt mệt, Khoa mới vừa bụng Khoa. Và Khoa cũng phải cực kỳ mệt luôn, nhưng mà ngày hôm nay thì Khoa khỏe, nhưng mà mọi người sẽ lắng nghe được Khoa nhiều hơn, cũng như là những cái mà Khoa có thể nói được với mọi người để mọi người hiểu hơn là mình không có chảnh, mình cũng không phải là một người mà quá tiêu cực. Nó nghĩa là cái năng lượng mình mang tới cho mọi người, hoặc là những cái gì mà hàng ngày mình có thể chia sẻ tới cho mọi người thì mọi người cũng hiểu Khoa hơn.
Đấy, thì đây cũng là một cái thông điệp mà Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao muốn mang đến cho tất cả quý vị khán giả khi mà chúng ta theo dõi chương trình. Còn Đống Nghi, anh Khoa cho em cái cảm giác là anh Khoa chia sẻ làm cho mình cảm thấy anh ấy đang chia sẻ rất là thật lòng và làm cho mình cảm giác tin tưởng, và mình cảm thấy là anh ấy không có như bề ngoài mà mình nhìn thấy là lạnh lùng này kia, là không có. Cảm ơn Võ Đăng Khoa cũng như là bạn Đống Nghi đến với chương trình với những câu chuyện thật là vui, thật là thoải mái và có thể chia sẻ được với nhau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau lúc 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Ngày hôm nay thật là may mắn cho Khoa khi mà Khoa gặp Đống Nghi, thì bé khai thác hết và bé cũng tự tin khi mà hỏi mình cũng như trò chuyện, thì Khoa cảm thấy là cái dây kết nối của hai anh em á nó gần nhau hơn, chứ nó không có giống như là giữa một bạn fan như một idol hay gì hết. Và nhân đây em cũng xin thay mặt đại diện cộng đồng fan club của anh gửi đến anh lời chúc sức khỏe, và anh sẽ ngày càng đẹp trai nè và thăng hoa trong các sản phẩm nghệ thuật của anh, và yên tâm chúng em luôn ủng hộ anh nhé.